Xin chào mừng quý vị đến với kênh Ngày nay chúng ta sẽ học về double linked list. Chúng ta đã học về single linked list trong video mới nhất. Trong double linked list, ta sẽ học về single linked list trong năm tới. Trong tiết mới mới, chúng ta sẽ học về pop up mới nhất. Vì mình là pointer p, xem rap pointer tiết tổ p mới hay nhất, pointer tiết đẻ trong cả p mới. Chúng ta nông single linked list chúng ta khởi nhà nông element cứ chúng ta miền data hay là chúng miền pointer một next xem bài pointer một chúng ta lấy chúng thay mà pointer một tiếp cứ previous nữa chúng mở được nông data như chẳng cứ bên miền pointer một cứ ai point máu thiết được hàng cao bên mồi nên cái chip hết để nông double linked list tầm nếp để chúng bằng cả element nó không linked list nhưng thường miền tên ấy nhưng thường store nữa hay dùng miền pointer p pointer mỗi xem ra pointer thiết tổ bỏ vía hay dùng pointer mỗi tiết cứ xem ra pointer thiết nơi càng cao vía chứ dùng miền này cứ next này cứ previous thiết mỗi nâng ai pointer thiết nơi càng một phó nâng thiết nơi càng cao vía nhưng ai bằng cả structure mỗi má structure mỗi xem ra store element structure mỗi tiết xem ra store list nơi khả năng element cứ dương miễn tên này là dương chọn store nơi khả năng cả này là dương miễn bỏ ra miễn xem xin tiết là dương chọn đặt nơi khả năng list cứ dương ai bằng cả bạn hay dương miễn pointer p cứ next and previous chẳng phố list variable với những cái dương phép kể thà dương miễn head dương miễn tail hay dương miễn chủ nguồn ẩn nhiều code để những anh sẽ bằng cả structure từng pin nữa khả năng code xịp vào bản cho nên bắt đầu tiếp dương mà mơ nữa khả năng cả sẽ code dương implement the double linked list nữa khả năng xịp vào plus language chính first step để những thứ thứ nữa cứ dương bằng cả data structure mà chính sự tiếng chỉ muốn những single linked list đã gọi những thay mà element mới tiết mà để vị trí pointer previous năm bảy ad element mới dính ad pointer thiết nơi càng cao về mỗi mạng hay dùng miền function mỗi nằm bởi create list dùng initialize list nâng thiết dùng ở toàn bản đã cho từ nông list đấy chẳng nên bây giờ dùng create list cứ rebel ăn mà dùng cứ sốn dùng ở miền chân thiết từ nông list đấy head hay nâng tail bỏ list bỏ dưới cứ ở miền pointer thiết nào thằng ở chẳng bị pointer nil chẳng single lần double linked list function nâng bí cứ đôi kia dương bằng cả function mỗi đồng bây ngay insert tên này chỗ đồng cả này nếu dương chăng insert chỗ thì tầm bông này list kế dương miễn pi parameter mùi list mùi tiết cứ data để dương chăng đã chỗ first step để dương thử thử nó cứ dương bằng cả new element tầm bây đang sinh máu nhưng với cả variable dương reserve memory allocation dương set data rồi thực nông variable là bao nhiêu nữa hay dùng thưa ca update pointer bỏ element mới mình nè. Để xa tại tình này thì dùng đã cho nó vì insert cho beginning này list. Chứ như mà mơ nó có nông rụp đồng năng đi mỗi. Chính xanh mà thay dùng miền list bởi dùng phần nắng. Mình bày thiết. Hay nó phải dùng đã tình này thì mới cho ok như mình y nắng. Làm lại thì dùng lịp làm cho. Chẳng mấy những cái dùng mà anh bằng ca memory allocation nhưng đã nằm lại cho sẽ bắt đầu tiếp tục với những thể thứ là sẽ tại dương insert cho beginning này list thiết những thứ cho mà một list bao nhiêu nhỉ chính dương mà dương top shop về map dương y bao nhiêu previous bao nhiêu pointer nè sẽ tại vì the first này list mình chăng chẳng như ai biết point mình nhỉ ok point mình nhỉ how next như cái next bao y bao nhiêu tại vì pointer nè cứ mình thấy top shop cho mùi nâng head mình chăng cái những top shop cái kia mà có mùi nâng head ok nhưng mà cột mà dương quýnh chứng mình nâng cứ dương ban châu từ con ông đi bao dương hói cứ dương set tầm lại ấy data y bao dây nâng hay dương dương thua cả update next hay nâng previous bó y bao dương chứ như mình phần này mình tiếp cái dương thuộc cả checking từ là nâng theo bao dương đối khi như cho mỗi nâng single linked list đấy
cái dương thở ca chạy mơ ca nà ở toàn miền thiệt nà môi nâng lý sế cứ ăn những smart zone thiệt đại đạ châu nâng khai chỉ thay đại ok thiệt đại đạ châu nâng khai chỉ thay đại hơi cho nên đại sống khăn mùi tiết nụ cứ dương tờ mơ từ lờ hát mà đong ok nhưng thở update hết bao dương màu y nâng hỏi và tay muốn nâng update nhưng thở kết thật dương cua change previous pointer bảo vệ đại hỏi nhưng mà mơ rụp bất tâm nàng mà dương mất chứng rụp đồng năng như dân xem mà những mạnh phần nâng theo là bao dương cư nơi thật thái cả này ní chứng mấy previous nhỉ cả bị môn cư việc pointer nè cư việc pointer nê mình chăng nè việc pointer nê lẹ chứng nó bây giờ dân đã thiết đi chỗ cư thiết mùi nâng thở top shop nê chứng previous bỏ hết nâng cư thở point mà mùi nâng chứng những chơi máu nhỉ dân heads previous ở việc point mà y mà cái lệnh pointer nê lê thử top shop viên mình chăng chúng ta cứ dùng mù hạt bởi dưỡng màu lại y nâng vĩnh chứ dùng bệnh mà cột bởi dưỡng mình vĩnh cứ lại những dưỡng check mở hỏi cả nà nơi khăn ông list bởi dưỡng cứ miễn thiết cứ dưỡng chạp dead previous mê thay point current hat hạt chạp bởi dưỡng nâng previous bởi dưỡng thử point mà thiết đầy dưỡng ngọc hùng là đạn nâng hát đấy bằng dưỡng thử check lại nâng dưỡng nâng miễn bằng nhà 2 error nơi thóng nịa bà sân chía ở toàn miền thiết tế cứ ấn được cái số cho nhà sẽ cho head head viên nil nè head anh của thu previous bản thể ok chứng và tiếp tiết dương thử update letters head lấy những y để đặt chỗ những việc lại chỉ head này dương thử thử sẽ update ở việc đặt phía mắt head mà những y trong cái đó cứ dương bột thêm tầm lại ấn mùi sao thế nhưng đã thiết mới thiết chỗ chứng nhóm xong tự lọc mà rút bao dương mình tích chứng mà nhấn cứ dương thực update head bao nhiêu nước lại nhà rụp dương phần nâng ở toàn chọp đấy cứ dương mù head bao nhiêu nước lên point nước lại nước thiệt hói chứ head nước lại nào với head cứ nơi thằng này vậy nước cứ head dương xe head mà y mình nâng head chứ cứ máu thiệt tập bộ nâng vậy chứ lại nên lên chỉ head thiệt hói ok chứ như chỉ function là mấy dương đặt tên này cho từ phần list nếu bây giờ dương trong display tên này trên pin list màu vĩnh cứ đôi chữ môi nâng single linked list function này dùng miền pointer môi chuông màu dùng chập đàm đầy hết hay dùng loop tên này dùng thằng o hoặc hồ đòn đấy được ra tại dùng đăng thả thịt trong đó cứ vía nil trên được nóng nhẹ cứ dùng mấy cứ dùng phở mù từ một mình chạy những start from hết hay dùng mù từ một đó mùi đó mùi copy single linked list nâng thông double linked list dương ách bằng cái function mũi tiết đã dương xa bị thay mà vĩnh hay dương go back word bài thả nâng khả nông body này lưu bỏ dương dương auto say tmp smart tmp next day dương ách tmp smart nâng tmp previous cái dương chân bị thay mà vĩnh dương thì tiết dương tầm mở function nâng chính thức trong này nó bây giờ mình là function display method one đang hỏi những chuẩn bị header nhưng anh bằng cái main program mới máu dùng create list hay dùng đặt tên này cho dùng reuse function này dùng ban create một nấng những hai việc bốn đó đặt lịch bay cho một kế cho nhưng mình lịch bay một chỗ nhưng đặt lịch môi cho tiết trong việc insert cho beginning lịch số hay dùng miễn lịch độ bốn trong cái kế nhưng tên này dùng cứ miễn phần nấng lại những cái dương display tình này và dương màu vĩnh chứ những khinh thà tình này thì dương store nó bị lút màu vĩnh hỏi chẳng tôi tạm làm đó thì dương đã chẳng nhưng đã bảy môn môi thẳng môi lịch xôn đọa 4 chẳng chinh đọa 4 màu vĩnh đọa 4 xôn môi hình đọa 7 chứ những mình phải thi xa môi tiết là xa những thứ double linked list cứ dương ai bằng cái function môi tiết máu được lại nick kia đã cho một việc là list display list nó cứ thú cứ dương display tên này bao nhiêu còn bên tay dương chập vô reference bao nhiêu chập trên pi tell màu vàng hai nước non mà body này lưu bao nhiêu cứ dương ắt mù thêm một tiết đấy cứ dương mù mà cry sao đấy trên pi cry máu mình chăng thôi cry với máu tell màu đỏ thiệt tầm bốn hay đó này là bình thường chứng thì sao phần nữa những ai display tên này trong list bị chạy mà quên mà hỏi cho nên cái này nè cái chuyện display bị nào mà cứ bị độ bị bay mà quên bay mỗi số bị chứ những ai và cái function nó những call viên được nó man program mà riêng lại những nó chứ thì sao bởi chứ cứ
Cái này này cứ biết cục cho cái này cái lực bốn cứ dùng call the display list trên thòm đá một nắng cứ dùng chân bị hạt tới cái này thì những bàn tình này mình nắng hãy dùng call một function lịch bị bởi dùng một tiết cứ dùng display bị chạy bị cởi một vườn những bàn để thuật hợp thời cởi một vườn màu. Ok, dùng dùng miên bình nâng xâm rạp tôi sẽ code đồng bây implement từ linh lịch bán đồng bây rồi dùng căn để cho bác chân dương mình mình homework mới đã ở nét ngọc này thôi cứ xong rồi dương bằng cái function insert n mới dương đặt tên này cho tôi cái list tại dương insert cho n vậy chân lại nâng cứ dương ở bên thời của phía xa cứ tiện tôi mua nâng à next được gọi previous nâng hỏi thật ta dương cứ update bên này cái lại nè chứ này chưa assignment mà chứ nhưng nâng upload cho tôi cái Google Classroom dương tôi tham khảo bạn xong mà cuốn xong rạp cả tôi xin sudah pun pon. Ngày ini hanya nengrian ampi robib jika loop tenai cumpi double English. Dial jeng yang terukah loop tenai double monke cumpi list bajang. Berintah jeng neng delete first element juga delete from beginning nai list. Sang matan nak nong list bajang kau jeng mien tenai macam nuan. Nak nong case ni kau jeng mien buat tenai. Chúng ta có bao nhiêu cứ dùng chọn lúc trên đồng bốn này để với mình lịch bí nâng ấy. Nên bây giờ dùng lúc chọc bằng này thì thiết bằng tốt nâng từ prai khai từ chía hẹt ní list bao nhiêu cũng. Sẽ thế dùng liệt lúc trên đồng bốn này list. Chúng ta thử mơ từ ngọt cái nhé. Nhưng ta sẽ mùi mối này có nông algorithm mà dùng mơ nông rụp nàng đi bán. Có bao nhiêu cứ dùng chọn lúc hẹt ní list. Step đồng bốn bên kia dùng mình vài bỏ mùi máu. Tang vì cứ TMP nhưng ở vía reference mà head nhưng sẽ TMP smart head list bán thì cứ chia step đi mỗi step bắt top tiết cứ dùng add move head bao dương một mốc dùng lên point mà thì tầm bông này list ngay thì bắt top thử lại chia head mình cho nên cứ chia step đi pí nhưng ở head bao dương move mà mốc hay là bây giờ dùng lục variable head bông nó cứ TMP bên này ta hết mấy bởi chứa previous bởi vì cứ lên point mà lại năng tiết anh cứ bị thử point mà nil chính cho này tích bởi dưới nè cứ dừng lên ai về point từ thiệt tra năng hỏi hết mấy bởi dưới previous bởi vì thử point mà nil variable nil value chứ nó cứ chia sắp thì bởi move pointer bởi dưới mà chúng lớn này dùng miền connection nó hỏi dùng bàn đồ lập đồ hết mấy previous bài hết mấy bài dương cứ việc point thế này hay dùng có miền variable reference hết cha này cứ TMP như thế chẳng lẽ dùng lục hết cha này mất như ngay lục viết từ tám TMP variable chỉ step trong cái kế step thứ bốn tuy nhiên miền bốn step nâng sầm căn bởi dùng ai lục tên này trên pì list bài dương bán để dùng thực hành lục trên bốn dương ta lọc mà slide bài dương vậy chương step mình nhanh dương ban cứ nhau thì thịt cho nó step môn kia nó cứ dương thua ca reference mau head này list dương miền TMP ra bộ mỗi ngày TMP smart head đó tóm tới dương mua head bao nhiêu một cái step thứ bảy tóm bị dương mua head một hao dương update previous này head mấy nữa ở cái point mà nêu mất từ xa tại thịt tầm bốn lục rút bắt second element mà dưỡng previous body thử point vào niệm cái dưỡng thua nó có nông step tiếp bay nữa cho nên trong cái dưỡng ảnh lúc first element in list bà dưỡng bà nói là lúc 8 variable TMP cho nên tôi mơ từng ngọt này nó có nông implementation procedure cái tôi chỉ code trong C++ ta nhưng tôi sẽ bài bà nà nó có nông này đấy procedure đã dưỡng khơi nước hàng cho bên này nữa. Step đầm bông này dân thứ nhỉ, cứ dân bằng cách procedure mới máu đã cho mua biết ok nhưng ta delete beginning nhưng bỏ parameter list show chứng minh step đầm bông cứ dân min reference variable TMP máu point máu head in this hay dân thua ca mu head bởi dân
từ pointer next element hỏi cái lại này khi dân thưa ca checking the lơ đầm lại ấn sẵn dân ai access màu previous ban lúc ra ta đầm lại ấn bao dân cứ chắp bí bí lạc để xa ta mạch bà sân dì dân mình làm mặt thiết nơi cùng list dân ai lục tên này nơi cùng dân ai access màu previous element màn tì xa ta nó phải vì mình mà thiết dương của next vì mình thay vì mà đón nil lên mình chăng chứ mà đón nil dương anh accept the previous mình cả chẳng hãy mình đang sắp thì bấy này dương time condition đang vui mất nên bây dương anh ok accept the previous man goal cứ accept the previous day có phải là bây access the previous man lúc ra tại dương đăng thả nó có nông element nó cứ miễn data tổng mà tiếp step thì 4 dương khởi mình nâng cái dương anh lục rebel tmp mà dương bán hết hơi chuẩn nói xung khăn trong cái kia nó cứ dương thuộc cả update từ lửa test tại sao tại nó biết là dương miên tại thiết môi nó không list và xin gì dương lúc trong cái cứ test and tell bởi thời tên này lại chẳng lại nó dương check in smart nâng môi môi smart cái này đầm lại in smart môi cứ dương miên tại mặt thiết nâng list đây chẳng xin gì dương lúc tell bởi dương từ point on nil ok dương point on nil với mắt rồi trong cái kia cứ dương thôi đầm lại ảnh mối để xa tế dương bàn lúc thiết mối chứng phí list bởi dưỡng chứng nằm bây từ xe code nó không xếp lập lạc dương còn bầm lại procedure nâng tư chia xếp lập lạc code mà dương thua step được kinh mình chứng dương nâng ác thua cả lúc tên lấy chứng phí double link list bởi dương bàn đại dương lúc first element in list chứng comment nó không code xếp lập lạc cái dương pra comment mối chúng ta delete bởi dương ác thua cả lúc tên lấy nâng deallocate memory space mà quên bàn ở con trai này đang học nên rap cả tu sân á, hay như những miền sài gòn mới đáy, đây là rồi pon pon thưa cả tôi sẽ code mới nằm bay add lúc tên này trên pi double link list, còn bên tai những thưa cả lúc tên này càng cày muốn kể, để delete last element này double link list, nằm bay thưa cả lúc tên này đang bán, riêng thử kết từ previous hay những next element đang ngồi. Nhưng thử mình reference mỗi chapter second last element này list bởi dưỡng mất đại dưỡng ai access the time tell previous ban mình chăng nhưng ai mình reference ra bộ mùi mất tmp mà nâng tell previous chứ như mình reference the second last element hỏi hay dưỡng ai chung mấy tiết nhưng ai mù tell bởi dưỡng mất một mùi hay dưỡng delete next element nâng bán nào tam ra bộ tmp nên đại dưỡng ai tmp mà tmp next đấy chứng mấy cứ bị mình relation chẳng ai chứng lại những cái gì assignment nhóm năng app load từ năng Google Classroom chung phụ assignment mới nữa con trai là xem bài cả tôi sẽ là những chụp nhé video các bạn số một con.